Chào cậu. Cậu mà cũng đòi đi câu cơ à? Chào cậu. Mình cũng đang định tập câu thôi. Mà cậu đã biết giật cá chưa đây? Mới tập câu cá như cậu thì phải biết giật cá đã. Ôi thế à? Nhìn tớ đây này. Cậu giật siêu thật đấy. Để rồi xem ai câu được nhiều cá hơn. Bun ơi, từ sáng đến giờ cậu đã câu được con cá nào chưa? Hả? Tớ câu được khối rồi đây này. Thế mới gọi là tài đi câu chứ. Yến nào. Ô
Được bữa ra trò đây. Bắt lấy chúng nó. Châu nơi nơi có cây sắc muôn ngàn hoa, ông bướm luận vui cùng hát ca.